Xin chào tất cả mọi người, mình đã quay trở lại với page của Nam Cộng với chủ đề mọi khi. Chủ đề mà rất là nhiều các bạn trẻ quan tâm và có thể thắc mắc. Xin chào bạn Nguyễn Văn Quý, mình không phải là admin của page đâu, mình chỉ là cộng tác với cả page của Nam Cộng để livestream và tư vấn những vấn đề tâm sinh lý, tình yêu, bạn bè, gia đình vân 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 với mọi người thôi, mình không phải admin của page Nam Cộng nhé. Xin chào Tâm City, lâu rồi mới gặp mọi người. Xin chào Nguyễn Trường. Xin chào mọi người. Như mọi người có thể thấy là hồi trước khi mà mình tư vấn 18 cộng ở trên page ấy, thì lúc đấy là tóc mình vẫn còn ngắn, bây giờ tóc nó đã dài ra một chút rồi. Đấy nên là có thể là không hiểu là mọi người còn nhận ra mình hay không. Xin chào Nguyễn Khá. David Châu, em cần gì thì em hãy hỏi nhanh lên, nếu không là một lúc sau là các câu hỏi của mọi người tràn ngập là chị không thể trả lời kịp đâu. Hẳn là cách đưa gái vào hotel. Thực ra nếu mà để mà đưa con gái vào khách sạn thì bây giờ có nhiều cách lắm. Nhưng căn bản là bạn muốn đưa vào khách sạn chỉ để chơi bời hay là bạn muốn đưa vào khách sạn bởi vì là bạn yêu người đấy và bạn muốn có cái giây phút thiêng liêng bên cạnh người đấy thì nó sẽ là hai cách khác nhau bạn nhé. Chị ơi tư vấn cho em chút. Ok, từ từ mọi người cứ bình tĩnh, mọi người phải đặt câu hỏi chứ, bây giờ mọi người đừng đừng bảo là tư vấn cho ai em một chút, mọi người phải đặt câu hỏi luôn thì mới trả lời được. Mình năm nay là mình 27 tuổi nhá. Gọi chị hay là gọi bạn hay gọi em hay là gọi gì thì tùy mọi người vì là mình không biết được tuổi của tất cả các bạn. Cảm ơn mọi người nha. Nick face của mình là Lê Thanh Hiền, mình có tag nick của mình ở trên cái livestream này rồi. Lại lao lý rồi. Xin chào Cường Ero và xin chào tất cả mọi người. Tư vấn nam khoa đúng không chị? Thực ra thì cái tư vấn 18 cộng này thì nó bao gồm những vấn đề tâm lý này, những vấn đề sinh lý này của cả nam và nữ. Sở dĩ mà mình lên page Nam Cộng mình tư vấn cái vấn đề 18 cộng này vì thực ra là có nhiều khi các anh em ấy tức là chỉ biết những cái vấn đề của bản thân mình thôi, nhưng mà những cái vấn đề về chị em phụ nữ thì mọi người cũng không nắm rõ cho lắm đúng không? Thế cho nên là khi mà chúng ta có một cái quan hệ chính thống với một bạn nữ hoặc là người yêu hoặc là vợ gì đấy mà có những vấn đề thắc mắc hoặc là có những vấn đề tình cảm khó giải quyết thì mọi người có thể dựa trên cái sự sự chia sẻ của mình là một người phụ nữ, mình có thể giúp các bạn có thể hiểu thêm được những cái vấn đề trong tâm lý hay là tình cảm hay là trong chuyện đấy của phụ nữ hay là của giữa những đôi nam nữ với nhau đấy. Xin chào tất cả mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ đọc câu hỏi của mọi người nhé. Xin chào mọi người. Chị ơi, bạn gái em nằm cạnh làm gì ạ? Trời ơi, bạn này bạn hỏi một câu rất là kiểu kiểu đơn giản ấy, tức là khi mà bạn gái mình đang nằm cạnh thì nếu như mà mình thực sự muốn có cái chuyện đấy ấy, thì trước tiên là mình phải bắt đầu bằng những cái cử chỉ âu yếm thân mật đơn giản như là nắm tay này, khoác vai hoặc là có thể ôm bạn gái của mình, và sau đó nếu mà như thấy mà bạn gái của mình mà lánh xa mình ra ấy thì có thể là cô ấy chưa thích, thì tức là cái lúc đấy nó chưa thích hợp để làm chuyện đấy. Nhưng nếu như mà cô ấy cũng quay ra ôm bạn rồi có thể là quay ra hôn bạn thì có thể là chúng ta có thể đi tới những cái bước tiếp theo để chúng ta có được cái sự thăng hoa trong cảm xúc trong cái chuyện đấy. Cu Phương, chị ơi cho em hỏi làm gì để được để làm lành với người yêu. Người yêu em giận 3-4 tháng rồi nhưng họ vẫn yêu em. Thực sự là nếu mà để mà yêu nhau thì rất là dễ để làm cho con gái hết giận. Nhưng mà nếu như em nói rằng là đã giận 3-4 tháng rồi mà vẫn yêu em thì chị hơi 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 nghi ngờ về cái tình yêu của bạn gái đấy. Bởi vì thực ra nếu mà con gái mà yêu một người đàn ông nhá, không bao giờ giận đến quá một tuần, chứ đừng nói là 3-4 tháng. Bởi vì 3-4 tháng này có thể là bạn nói là bạn ấy vẫn còn yêu em, nhưng mà trong cái lúc đấy là bạn ấy có người khác rồi, chứ không thể nào có chuyện là chỉ vì một cái chuyện gì đấy mà giận nhau đến tận 3-4 tháng. Cho nên là
Nếu như em thực sự muốn hỏi là cách để làm cho bạn gái bớt giận thì bây giờ em hãy làm cái điều gì đấy bất ngờ. Em có thể mua quà tặng bạn gái, hoặc là em có thể hẹn gặp bạn ấy và nói rõ ràng, xin lỗi một cách chân thành thì bạn gái sẽ tha thứ. Đấy là những cái tình yêu thực sự thì người ta tha thứ cho nhau rất đơn giản và dễ dàng như thế. Bởi vì là nếu như yêu nhá, thì chỉ cần người đàn ông ôm người phụ nữ vào lòng thôi thì người phụ nữ đã thấy mềm lòng và đã tha thứ rồi, chứ chưa nói đến việc tặng quà hay cái gì cả. Nhưng nếu người yêu em giận 3-4 tháng rồi mà lại nói rằng vẫn yêu em thì chị không tin rằng cái tình cảm của bạn gái đấy là vẫn dành cho em, mà có thể là người ta đang tán tỉnh và đong đưa với người khác rồi. Nhưng mà bởi vì người ta chưa chắc chắn với mối tình đấy cho nên là người ta mới bảo rằng người ta vẫn yêu em, để không được cái nọ thì cũng không muốn mất cái kia chẳng hạn. Cho nên là em phải xem lại cái tình cảm của bạn gái đấy. Nếu như người ta thực sự yêu em thì em mới mới làm lành, mới cố gắng để làm lành với bạn đấy. Còn nếu như bạn đấy mà không thực sự yêu em ấy, em phải xem lại. Tức là nếu như người ta có vấn đề với người khác rồi thì em bỏ luôn bạn gái đấy đó chị. Xin chào anh Lê Nhật Linh, không biết là anh có còn xem livestream không, lâu lắm rồi em mới livestream lại. Lân Híp, em ra nhanh thì làm cách nào? Xin chào bạn Lân Híp thân mến. Thực ra thì đàn ông ra nhanh ấy thì còn có thể một phần là do cái vấn đề là các bạn tức là tự sướng quá nhiều. Khi các bạn tự sướng quá nhiều, các bạn làm cái hành động đấy quá nhiều mà không phải quan hệ với cả một người đời, người bạn đời thực sự ấy, thì nó cũng sẽ làm cho cái sinh lý của bạn giảm đi và yếu đi. Tức là bạn có thể tự sướng nhưng mà với cái số lượng nhất định và ít ít đi, thì khi mà bạn bạn mà bạn tiếp xúc với một người phụ nữ thật sự ấy thì bạn sẽ cảm thấy là cái cảm xúc nó sẽ thật hơn và nó sẽ được lâu hơn. Tuy nhiên thì trong cái lúc đấy thì có rất là nhiều cách để làm cho cái thời gian nó kéo dài hơn. Đó là bạn có thể dùng dạng xịt này, dạng gel này, bôi để kéo dài thời gian, hoặc là thậm chí bạn có thể uống thuốc. Nhưng nếu như bạn không dùng đến những cái thuốc hay là gel hay là xịt đấy thì bạn có thể dùng cách là ví dụ như khi mà đang làm chuyện đấy thì bạn có thể bật nhạc này, bạn có thể bật tivi lên để đánh lạc hướng cái sự cảm xúc thăng hoa trong bản thân mình. Tức là ví dụ như là các bạn đang làm chuyện đấy đúng không? Thế nhưng mà nếu bình thường chúng ta tập trung vào hết sức để làm việc đấy thì nó sẽ ra rất là nhanh. Nhưng nếu như mà bạn vừa làm, bạn vừa đá mắt lên bạn xem tivi, tức là cái cảm giác đấy nó sẽ hơi bị làm sao lãng cái chuyện đấy, nó sẽ làm mất tập trung đi một chút, thì có thể là nó sẽ kéo dài thời gian hơn. Hoặc thậm chí rằng là khi mà bạn làm chuyện đấy, bạn không muốn nó ra nhanh quá thì bạn có thể bỏ ra ngoài và bạn có thể dùng tay, dùng môi, dùng lưỡi để bạn có thể kéo dài cái màn dạo đầu ra để cho bạn gái mình thỏa mãn và sung sướng. Sau đó thì bạn mới cho vào. Và khi mà bạn cho vào thì bạn không không nên quá nhanh, bởi vì khi bạn làm quá nhanh thì nó cũng rất là dễ gây kích thích. Và khi cái sự kích thích đấy thì thường cho làm cho đàn ông ra rất là nhanh. Đấy, cho nên là có một số cách như vậy. Thì bạn lựa chọn cách nào và bạn thử cách nào, thì nếu cái cách nào nó hiệu quả với bạn thì bạn thử nhé. Xin chào mọi người, mình sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo này. Xin chào mọi người, giờ trông chị béo hơn mà một nửa trước. Ôi cảm ơn Tâm City đã để ý là béo hơn nhé. Tại vì là có thể là đợt này tóc dài hơn nên mà nhìn cũng khác nữa. Xin chào Tĩnh Ca, không phải là chị không chào em mà bây giờ chị mới đọc đến comment của em nhé. Em năm nay 20, chưa bạn gái thì em có bị BD không? Không, vấn đề tuổi tác có bạn gái hay không không phải vấn đề BD, mà vấn đề là nếu như em cảm thấy rằng em không thích bạn gái mà em cảm thấy em hứng thú với đàn ông thì lúc đấy mới là em BD. Còn em chưa tìm đến bạn gái nào phù hợp với em chưa thấy bạn nào mà kiểu thích hợp với cái tính cách của em hay là thích hợp với kiểu nói chuyện của em thì làm sao mà em thích người ta hay yêu người ta được, đúng không? Và có thể là em nhút nhát, em chưa tiếp xúc nhiều với bạn gái thì em cũng không dám thể hiện bản thân mình. Cái đấy nó không chứng minh cho cái việc là em bị BD, trừ khi là em cảm thấy là nhìn thấy thằng đàn ông trời ơi em thích quá, hay là em chỉ muốn lao vào em ABC XYZ với nó, hoặc là em xem phim porn ấy mà em thích xem thể loại đàn ông với nhau ấy, thì có thể lúc đấy là em thấy bị BD nhá. Còn nếu mà em vẫn xem phim XX giữa đàn ông và phụ nữ thì chị nghĩ là em bình thường, không vấn đề gì. Tự tin thế. Xin chào mọi người, chị ơi thế nào là phụ nữ thích nhất chị? Thế nào là phụ nữ thích nhất? Thế là tư thế hả hay là cái gì nhỉ?
Thực ra thì tư thế, nếu nếu đây là tư thế nhá, thực ra thì phụ nữ thì về tư thế thì chị nghĩ rằng mỗi người có một sở thích riêng. Nhưng mà theo như chị thì chúng ta nên trong cái quan hệ tình dục ấy thì chúng ta nên thay đổi nhiều tư thế để làm cho bạn bạn tình sẽ có khoái cảm hơn và sẽ có cái sự khác biệt đi, thì người ta sẽ dễ lên đỉnh hơn. Đấy, nếu mà là hỏi là thế, còn phụ nữ ấy thì mỗi người sẽ có một thích một cái tư thế nhất định riêng. Cái đấy là chúng ta khi mà để yêu đến một cái độ nhất định rồi thì chúng ta hãy trực tiếp hỏi bạn gái mình thật là nhẹ nhàng, tức là kiểu như là anh cũng muốn làm cho em sung sướng gì gì đấy chẳng hạn, thì anh cũng muốn biết là cái tư thế mà em yêu thích là gì để chúng ta cùng làm cho cái cuộc hân hoan đấy nó trở nên tuyệt vời hơn. Tức là nhiều khi cái chuyện trai gái yêu đương, chuyện chăn gối đấy thì chúng ta có thể thảo luận với nhau, vì chúng ta yêu nhau thì ngại gì cái việc đấy đâu, đúng không? Trừ khi là mới yêu mà tự nhiên lại hỏi như thế thì nó hơi thô thiển. Nhưng mà nếu mà bạn gái nào cởi mở thì hỏi như thế thì cũng rất là hay, không sao cả. Xin một cô 8 năm thì sao hả chị? Nếu mà yêu một cô gái 8 năm thì tỏ tình thôi chứ còn sao nữa. Làm cách nào để bắt chuyện với một cô gái thật ấn tượng? Cách bắt chuyện với một cô gái thật ấn tượng ấy thì Trung Vũ ạ, thực ra nó còn tùy vào cái cô gái đấy là người như nào. Nếu như bắt bắt chuyện với một cô gái cá tính ấy thì cái mà đàn ông thể hiện ra nó phải là một người đàn ông bản lĩnh, mạnh mẽ và gọi là có hiểu biết và rất thông minh. Vì những người phụ nữ mà có cá tính ấy, thì thích những người đàn ông tinh tế hơn là những người đàn ông mà nhút nhát hiền lành. Còn đối với những cái cô gái mà kiểu hơi nghiêm túc một chút ấy thì gây ấn tượng với họ bằng cách là người đàn ông phải cực kỳ lịch sự và có tri thức. Đấy. Nhưng mà nói chung là đối với chị thì chị cho rằng phụ nữ nói chung đều thích những người đàn ông ga lăng này, lịch sự này và có óc hài hước, cũng như là đứng đắn một chút, thì đấy là những người phụ nữ chung chung thường thích những người đàn ông như vậy. Chứ chả ai mà thích cái người đàn ông mà vừa cợt nhả, vừa vô duyên, rồi vừa kiểu không tế nhị. Đấy, kiểu kiểu những người đàn ông như thế thì làm gì có phụ nữ nào thích đâu. Chị ơi, em hỏi làm sao để dụ con gái cho chị đã chị. Thực ra thì mọi người phải hiểu như thế này này. Ví dụ nếu như mọi người có tình cảm với người ta ấy, thì đến một cái thời điểm nhất định, khi cái tình cảm đấy chín muồi, thì cái chuyện mà ABC XYZ với nhau ấy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu như một người đàn ông mà chỉ muốn thịt con nhà người ta thôi ấy, thì nói thẳng ra ấy là có rất nhiều cách để có thể có được cái người phụ nữ đấy. Nhưng mà những cái cách đấy ấy, thì chị cho rằng là nó quá là thô thiển và nó không phải là những cái mà đáng để cho phụ nữ người ta khâm phục, hay là đáng để cho người phụ nữ người ta cảm thấy là mình là một người đàn ông tử tế. Bởi vì người đàn ông mà tồi tệ, những người mà chỉ thích chịch con nhà người ta thôi ấy, thì không thiếu gì cách. Thậm chí là bây giờ nó có những cái loại mà nước hoa gây hưng phấn này, rồi chất kích thích này, có thể rủ nhau đi uống rượu xong rồi nhỏ vài giọt vào cốc của nó này, thì nó cũng si mê, nó cũng dạo dực hết cả người lên, thì nó cũng cho mình chịt thôi, đúng không? Nhưng mà nói chung là như thế thì đấy là người đàn ông tồi tệ rồi. Còn nếu như mà yêu đương thực sự ấy thì đừng có cố tỏ ra là mình là người dụ dỗ con gái nhà người ta. Mình phải tỏ ra là cái người mà xứng đáng để cho người phụ nữ người ta trao thân, thì cái chuyện đấy nó rất là dễ dàng, và thậm chí là có tình cảm thì cái cảm xúc nó còn thăng hoa hơn nữa cơ. Nhưng mà nếu mà chỉ là cái người đàn ông muốn thịt con nhà người ta thì thôi, thay vì ông bỏ tiền ra để ông mời người ta đi ăn đi chơi rồi tán gái mua quà tặng, thì ông bỏ cái số tiền đấy ra mà ông đi thuê một con về mà chịch, thiếu thiếu gì gái đâu mà phải 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 dụ con nhà người ta như thế, đúng không? Mà các ông đi chơi gái thì các ông đeo bao vào cho nó sạch sẽ, chống bệnh tật. Chứ bây giờ đâu phải con gái nhà người ta sinh ra để cho các ông chén, mà cứ mở mồm ra là bảo là làm sao để dụ con gái nhà người ta cho chịt cho thịt. Chứ bây giờ em cứ thử nghĩ xem, nếu như bản thân em là bố là mẹ, em đẻ ra một đứa con đấy là người con gái chẳng hạn, thằng khác nó bảo là nó muốn thịt con em đấy, em nghe em có thấy hợp lý không? Hay là lúc đấy thì em chỉ muốn đấm thẳng vào mặt thằng đấy thôi, đúng không?
Đấy là quan điểm của chị là một người phụ nữ. Chị cho rằng là kể cả người đàn ông muốn có cái người phụ nữ đấy thuộc về mình bằng cái cách ân ái thì mình cũng phải là người đàn ông lịch sự đứng đắn, và mình cũng phải là người đàn ông có đủ tư cách. Còn nếu như mà em thực sự thích trịch con gái nhá, em có thể lên bar, lên những cái chỗ mà rất chơi bời. Những cái con gái, những người con gái cá tính ấy, những người con gái mà bất cần ấy, thì thường là người ta có tư tưởng là người ta sẽ tình một đêm này, và ngay ngày hôm sau, sau khi người ta trịch em ra một cái là người ta không bao giờ gặp lại em nữa, quên em luôn. Đấy, nếu như em thích chăn gái thì em có thể tìm những người phụ nữ như thế, người ta sẽ giống sống rất thoáng. Và những người như thế thì không làm ảnh hưởng đến đời tư của nhau, và người ta tự có cái cách để bảo vệ bản thân mình. Chứ còn đừng có cố gắng mà dụ những cái người con gái ngoan ngoãn để trịch người ta xong rồi không yêu đương tình cảm gì, như thế là một người đàn ông rất là tồi tệ. Và phụ nữ bây giờ người ta có giá lắm, chứ không phải là đơn giản như mấy cái con gái bán hoa ngoài đường đâu. Cho nên là mình trân trọng họ thì bản thân họ sẽ tự trao cái tình cảm, trao cái thân thể của họ cho mình. Đấy, phải như thế thì phụ nữ người ta mới tâm phục khẩu phục. Đấy, rồi tiếp theo là mình sẽ trả lời tiếp nhá. Con gái có thèm chuyện kia không? Đây là câu hỏi của bạn Hữu Quyết. Thực ra thì con gái hay con trai ấy, thì đều thích cái chuyện đấy thôi. Nhưng vấn đề là người ta có thừa nhận hay không? Thường thì con trai ấy, khi mà nhìn con gái ấy, thì với cái ánh mắt đầu tiên, không cần biết là con đấy xinh hay là không xinh, thì đàn ông đều có suy nghĩ là muốn sex với con đấy rồi. Thế nhưng mà phụ nữ thì như này, phụ nữ nhìn một người đàn ông chưa chắc là đã muốn sex với người đấy. Nhưng mà khi mà phụ nữ mà lâm trận rồi ấy, tức là vào trong cái chuyện chuyện đấy rồi, thì người ta lại rất là máu, người ta lại rất là thèm khát. Bởi vì cái cảm giác, ví dụ như là đàn ông muốn lên đỉnh bao nhiêu thì phụ nữ cũng muốn lên đỉnh bấy nhiêu. Tức là ông sướng thì tôi cũng muốn sướng. Thế cho nên là con gái ấy, vấn đề là những cái người mà người, đặc biệt là những người mà hiểu biết, những người mà cá tính, những người sống thoáng, người ta rất thích chuyện đấy. Thậm chí là người ta có thể thể hiện ra là người ta thích chuyện đấy luôn. Còn những người con gái mà sống e ấp ngại ngùng và tức là hơi ngoan hiền ấy, thì người ta cũng phải trải qua cái chuyện đấy để người ta biết được là người ta có thích hay không. Tại vì là người ta rất là đắn đo khi là phải trao thân mình cho một người đàn ông nào đấy, nhỡ trao lầm thì sao? Thế cho nên là khi mà người ta phải rất yêu một người đàn ông, người ta trao cho người ta cái thân thể của mình với những cái cảm xúc mà thiêng liêng nhất ấy, thì người ta mới cảm thấy là người ta thích và người ta hạnh phúc trong cái chuyện đấy. Còn nếu như người ta không có tình cảm, người ta sẽ không thể nào mà thích cái chuyện đấy được. Thế cho nên là khác nhau giữa, mình nói luôn là gái hư và ngoan ngoan nhá. Thì gái hư tức là người, không phải là người ta hư đâu, mà người ta chỉ cá tính nổi trội hơn thôi, thì người ta thích chuyện đấy luôn. Nhưng mà đối với gái ngoan thì nó còn phụ thuộc vào yếu tố tình cảm nữa. Có tình cảm thì sẽ thích, nhưng mà nếu mà bị cưỡng, bị ép mà tình cảm nó chưa nhiều thì người ta sẽ ghét cái chuyện đấy, và thậm chí là người ta sẽ không thích. Rồi tiếp theo, câu hỏi tiếp theo này. Chị cho em hỏi làm sao để chinh phục một bạn gái mình thích trong khi bạn đó đã thích một người khác rồi. Khi mà con gái đã thích một người khác rồi nhá, thì cái việc mà đạp đổ, đập chỗ gốc hoa ấy, nó không phải là dễ. Bởi vì phụ nữ ấy, thì thực ra mà khi mà người ta đã yêu và si mê một người rồi ấy, thì rất là khó để làm cho người ta thay đổi cái điều đấy. Trừ khi nhá, người phụ nữ đấy có cái tính cách là ham tiền của đàn ông. Thì nếu như em trên cơ cái người đàn ông đấy, em có nhiều tiền hơn, em ga lăng hơn, em đẹp trai hơn, thì ok là em sẽ thắng được. Bởi vì là sao? Em vừa đẹp trai, em vừa có tiền, em vừa ga lăng. Và đặc biệt là em lại còn biết chọn những cái thời điểm mà con này nó đi cãi nhau thằng kia để em nhảy vào nữa. Thì phụ nữ rất là dễ bị cảm động. Tức là khi mà người đàn ông của họ rời xa họ hoặc cãi nhau với họ, chỉ cần một người đàn ông khác nhảy vào làm cho họ cảm thấy hạnh phúc, làm cho họ cảm thấy là ở bên cạnh người đàn ông đấy người ta yên tâm hơn, người ta được che chở đùm bọc hơn, thì người ta sẽ dễ thay lòng đổi dạ. Bởi vì là cảm xúc mà. Thế nhưng mà nếu như ấy mà em không có những cái điều kiện như thế, và em cũng không có những cơ hội như là người ta cãi nhau để em nhảy vào ấy, thì chẳng có cách nào để em có thể cắt đứt được cái tình cảm giữa hai người khi mà họ đang yêu nhau rồi mà em lại đòi nhảy vào cả. Không có một cuộc tình nào đang đẹp mà em có thể nhảy vào để em cướp, trừ khi cuộc tình đấy nó có va vấp, nó có vấn đề, thì cái người thứ ba mới có cơ hội để chen vào và xuất hiện, kể cả trai hay là gái, ngược lại cũng vậy. Tức là trong một cuộc tình của hai người,
phải có một vấn đề gì đấy cãi vã hoặc cái gì đấy khúc mắc thì người thứ ba mới có khả năng để xuất hiện. Chứ còn để mà phá vỡ ấy thì rất là khó. Hoặc là trừ khi là người ta yêu nhau không phải là vì tình cảm mà là vì tiền, thì đứa nào nhiều tiền hơn thì nó theo đứa đấy thôi. Đấy. Có rất là nhiều bạn hỏi, nhưng mà tại vì là câu hỏi thì nhiều nhưng mà không thể nào trả lời hết được, thì mình sẽ cố gắng mình trả lời câu hỏi của từng bạn nhá. Bởi vì mình bây giờ mình đang đọc câu hỏi của từng người này, nhiều comment lắm. Làm thế nào để từ chối bạn gái rủ đi nhà nghỉ ở bạn? Ôi đây là một cái câu hỏi mà rất là thú vị, mà lần đầu tiên mình được nghe ở trong 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 Nam Cộng. Ở đây rất là nhiều anh em thì cứ đặt câu hỏi làm thế nào để rủ được bạn gái đi nhà nghỉ, yêu nhau một thời gian rồi làm nào để chịch được nhau các kiểu. Thế mà bây giờ lại có một bạn trai bảo là làm thế nào để từ chối bạn gái rủ đi nhà nghỉ. Trời ơi, nếu như mà không thích đi nhà nghỉ với nó thì cứ nói thẳng ra là anh không thích thế thôi, sao phải ngại ngùng. Nếu như mà có tình cảm thì cái chuyện này đến thì càng tốt chứ sao mà phải né tránh. Còn nếu như không có tình cảm hoặc là không thích, mình là đàn ông mình cứ nói thẳng. Anh nghĩ rằng là cái chuyện đấy chưa, bây giờ chưa phải là lúc. Hoặc là anh nghĩ nên để một thời gian nữa, hoặc là có thể nói rằng là anh muốn giữ cho em. Đấy, có rất là nhiều cách để né tránh cái việc đấy ra. Nhưng mình nói thẳng ra, một người đàn ông nhá, nếu như mà hai người đang yêu nhau mà bạn né tránh cái chuyện đấy quá nhiều thì bạn gái nó sẽ rất là chán. Và khi mà nó chán rồi nó sẽ đi tìm người khác. Bởi vì là ai cũng có nhu cầu với chuyện đấy thôi. Khi mà bạn gái đã thẳng thắn dù bạn đi nhà nghỉ, tức là người ta rất thoáng và người ta muốn có chuyện đấy rồi. Mà bạn không không đáp ứng nhu cầu, cứ một thời gian dài như thế người ta chán quá, tất nhiên người ta phải đổi người khác rồi. Bởi vì cái người nào mà đáp ứng được nhu cầu của người ta, khiến người ta thỏa mãn và hạnh phúc thì người ta sẽ theo người đấy chứ. Làm sao người ta cứ ở bên người mà chả mang lại được cái gì cho người ta, đúng không? Rồi câu hỏi tiếp theo này. Mình không phải là ad của Nam Cộng nhá, mình chỉ là một người cộng tác với page của Nam Cộng để livestream và tư vấn cho mọi người thôi. Câu hỏi của bạn là Thắng Đặng này. Khi quan hệ con gái khi nào mới hết sướng nhỉ? Có giống như con trai không? Thực ra như thế này nhá, có hai giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn khúc dạo đầu. Khúc dạo đầu này thì thường là sẽ là một trong những cái mà khiến cho con gái cảm thấy đê mê và nó chìm sâu vào cái cảm giác là kiểu muốn lên đỉnh ấy. Và khi mà đã lên đỉnh đỉnh được rồi, tức là có thể lên đỉnh trong lúc các bạn làm màn dạo đầu. Nếu như mà lên đỉnh trong cái lúc mà các bạn làm màn dạo đầu rồi thì cái cảm giác đấy rất là sung sướng, nó giống như là các bạn trai lên đỉnh ấy. Nhưng mà cái cảm giác tiếp theo, tức là nếu như sau khi bạn gái lên đỉnh rồi nhưng mà lúc đấy bạn bạn trai chưa lên và bạn bạn trai vẫn tiếp tục làm, thì cái cảm giác mà cứ liên tục cho ra cho vào cho ra cho vào kiểu đấy thì nó lại có một cái cảm giác sung sướng khác. Tức là giữa cái cảm giác mà lên đỉnh rồi và cái cảm giác mà muốn lên tiếp ấy thì nó đều là hai cái cảm giác sung sướng khác nhau. Nó kể cả khi mà lên rồi nhưng mà bạn trai chưa lên vẫn làm thì bạn gái vẫn thích. Còn nếu như mà đạt được đến mức độ mà lên đỉnh ấy, tức là có thể là lúc mà dạo đầu chưa lên đỉnh, xong rồi đến cái lúc mà bạn trai, lúc sau các bạn trai cho vào ấy, mà lúc đấy bắt đầu lên đỉnh ấy, thì nó cũng rất là sung sướng. Nói chung là bằng cách nào đấy thì kể cả màn dạo đầu hay là cái màn sau thì cũng đều gây gọi là sự kích thích cho bạn gái. Nên là các bạn trai có thể yên tâm về cái vấn đề là các bạn gái có thích hay không nhá. Tuy nhiên là các bạn trai chú ý này, có rất nhiều người tự tin về cái việc là thời gian làm kéo dài rất lâu. Thế nhưng mà nếu như trong cái thời gian đấy các bạn quá lâu không thể làm cho bạn gái lên đỉnh được, hoặc là các bạn gái đã lên đỉnh rất lâu rồi mà bạn vẫn chưa lên đỉnh, tức là bạn vẫn chưa ra, thì có thể làm cho bạn gái cảm thấy nó khó chịu. Và thậm chí là khi mà người ta bị hết nước rồi ấy thì người ta có thể bị khô rát và người ta sẽ không thích, người ta sẽ cảm thấy là bị đau. Nhưng mà hầu như các bạn gái thì sẽ không nói với các bạn trai những điều đấy. Thế cho nên là các bạn phải phải lưu ý cái thời gian nó không quá ngắn nhưng mà cũng không nên quá dài. Bởi vì quá dài thì không phải ai, không phải người phụ nữ nào cũng có đủ nhu cầu, đủ nước nôi để mà có thể kéo dài cái thời gian cùng bạn trai được. Cho nên là cũng phải tùy vào cái nội tiết của từng người cơ. Tức là như các bạn thấy đấy, có rất là nhiều đôi ấy,
làm tình với nhau nhưng mà không phải là đôi nào cũng cảm thấy rất là hợp. Hầu như khi mà các bạn trải qua mấy mối tình rồi thì các bạn sẽ tự cảm nhận được là cái người nào mới là cái người mà hợp làm chuyện đấy với các bạn nhất, đúng không? Tại vì là không phải là cứ làm chuyện đấy với ai là cũng thích. Có những người mình làm chuyện đấy rất thích, nhưng có những người mình làm chuyện đấy mình cảm thấy rất là bình thường, hoặc thậm chí là không thích cơ. Đấy, rồi, tiếp nhá. Em có vợ, hai con rồi, nhưng trong thời gian này em đang ở xa nên nhu cầu của em rất cao. Khi đi ăn vặt bên ngoài thì như vậy có lỗi với vợ em không ạ? À, bạn Soái Nhi ơi, mình có thể nói như này nhá. Mặc dù mình là phụ nữ, mình cũng rất là ghét đàn ông lăng nhăng. Nói thẳng ra là như thế, không một người phụ nữ nào thích cái người đàn ông của mình hay là chồng của mình lăng nhăng cả. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng như này này, thực ra nếu bạn có vợ, có con, bạn vẫn yêu vợ và yêu con của bạn, bạn vẫn trở về với vợ và con của bạn, thì cái việc như là bạn ở xa và bạn có chót, bạn đi ăn bánh trả tiền ấy, tức là miễn là bạn không có tình cảm với cả cái người đấy là được. Nhưng nếu bạn nhu cầu sinh lý của người đàn ông thì bao giờ cũng rất là cao và nhiều hơn phụ nữ. Bởi vì người ta là những cái người mà đem cho đi mà. Vì cái số lượng tinh binh của chúng ta thì lúc nào cũng sản xuất rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Thế cho nên là cái nhu cầu của đàn ông rất là cao. Chính vì thế nên nếu như bạn xa nhà quá, bạn có thể đi ăn bánh trả tiền được. Nhưng mà bạn cần phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và an toàn cho cơ thể của bạn cũng như là cho vợ của bạn. Tức là bạn dùng bao cao su này, bạn lựa chọn những cái nơi mà gái mú nhưng mà nó phải tin cậy, nó phải sạch sẽ một tí. Thì ok, bạn miễn là bạn không gây cái tình cảm giữa bạn và cái người phụ nữ đấy để ảnh hưởng đến gia đình của bạn. Còn cái việc mà thực ra đàn ông đi gái ấy, phụ nữ đâu có thể biết được, đúng không? Đi công tác xa nhà thì chẳng may mà rượu chè quá chén thì chẳng may lỡ ngủ với con nào đấy chẳng hạn. Nhưng mà nhớ là phải đeo bao, giữ gìn hạnh phúc gia đình chứ không thể nào mà bừa bãi được. Bây giờ chúng nó nhiều bệnh lắm, mà lây cho bản thân là đã là một cái sự rất là đáng sợ rồi. Còn về nhà mà lây cho vợ, rồi vợ mà mang bầu lại còn lây cho cả con nữa, thì thực sự là cái điều đấy nó rất là khủng khiếp. Cho nên là đấy, các anh ăn vụng nhớ chùi mép và không để lại hậu quả. Không để cái con bồ bịch đấy hay là cái con gái ghét các thứ ở ngoài đường đến nhà bạn, gây khó dễ cho gia đình bạn, gây ảnh hưởng rạn nứt tình cảm gia đình vợ con của bạn là được. Còn cái chuyện mà ăn vụng ấy thì thực ra là cũng khó tránh lắm. Mình cũng rất là hiểu cho cái tâm sinh lý của đàn ông, nhưng mà nếu anh em mà thương vợ ấy thì tốt nhất là những cái việc đấy phải kỹ và kín vào và phải sạch sẽ là được. Còn nói chung là nếu mà các anh em mà chung thủy được thì tốt, còn nếu mà không được thì nhớ là không ảnh hưởng gì là ok. Rồi, tiếp theo mình trả lời câu hỏi tiếp theo nhá. Bạn Nguyễn Dũng ơi, mình không có số điện thoại để hỏi riêng đâu. Bởi vì là nếu mà mình cho số điện thoại để mà hỏi riêng những vấn đề này thì chắc là mình sẽ không bao giờ ngừng nhận điện thoại nữa, thì mất. Nói chung là nếu mà bạn có câu hỏi riêng thì bạn có thể inbox riêng vào cái Facebook của mình. Facebook của mình thì mình đã tag lên cái livestream này rồi, bạn có thể xem là cái tên Facebook tag livestream và bạn inbox cho mình riêng nhá, thì mình sẽ trả lời riêng. Còn thực ra nếu bạn hỏi trên này nhiều người quá mà không trả lời được thì mình sẽ cố là trả lời trong inbox nhá. Làm gì để người yêu mình lên đỉnh ạ? Đây cũng là một câu hỏi mà rất là nhiều người ở Pet 5 Cộng trước đây hay hỏi mình. Thực ra thì để cho phụ nữ lên đỉnh ấy thì có rất là nhiều cách. Thứ nhất là cái màn dạo đầu anh em phải kéo dài ra một chút này. Thứ hai nữa là anh em phải đầu tiên khi mà chúng ta vào nhập cuộc ấy, thì cũng tùy từng người thôi. Có những người thích mạnh bạo, nhưng có những người thích nhẹ nhàng. Nhưng mà đại khái là thường nó sẽ một cái cuộc yêu đương nó sẽ diễn ra như thế này. Đầu tiên là các bạn sẽ hôn nhau, đúng không? Bình thường là thường là sẽ bắt đầu bằng nụ hôn. Bắt đầu nụ hôn thì bao giờ cũng sẽ hôn môi trước. Hôn môi thì khi mà hôn môi thì các bạn có thể trượt tay xuống cổ, xuống vai, xuống lườn eo và ngực của phụ nữ. Và khi mà hôn môi xong thì dần dần các bạn có thể hôn xuống cổ, xuống vai gáy. Và cái điểm vai gáy rồi tai này là những cái điểm rất nhạy cảm và khiến cho phụ nữ rất là thích. Thậm chí là cả đàn ông cũng thích nữa. Và các bạn có thể dần dần hôn xuống ngực này, xuống phần eo, rồi cái phần hai bên má đùi, cũng như là phần cô bé nữa. Cô bé thì người ta nói tiếng Anh lịch sự là go down. Nhưng mà cái đàn ông Việt Nam ấy thì thực sự là mình cũng thấy là không nhiều người đàn ông có thể chiều bạn gái như vậy. Nhưng mà nếu mà để muốn cho bạn gái lên đỉnh ấy, thì bắt buộc là những cái bước đấy ấy,
nó đều cần phải có, bởi vì cái đấy nó kích thích điên cuồng lắm. Cho nên là nếu như mà các bạn có thể thích chiều chuộng bạn gái của mình thì các bạn có thể go down cho người phụ nữ của mình. Cũng giống như nhiều người đàn ông có nhu cầu thì người ta vẫn muốn là người phụ nữ mình ấy cho mình đúng không? Thì đàn ông cũng như thế đi, chiều lẫn nhau thì cả hai cùng sung sướng, nó gọi là tư thế 69 ấy. Đấy. Những cái đấy thì là cũng đã đủ để cho mọi người hiểu rồi đúng không? Rồi bây giờ câu trả lời tiếp theo nhá. Có một bạn bảo là dog G là sướng nhất hả chị? Thực ra dog G tức là cái tư thế đấy, thì đối với người nào mà thích cái tư thế đấy thì người ta sẽ là sướng nhất. Còn tức là tùy vào sở thích của mỗi người, có người thích tư thế này, có người thích tư thế kia, thì đối với họ cái tư thế đấy là cái tư thế mà người ta thích nhất, chứ không cố định một cái tư thế nào cả. Còn nếu như bạn thích doggy thì chắc là đối với bạn thì là sướng nhất rồi. Nhưng mà bạn còn phải hỏi xem cái người bạn tình của bạn là cô ấy thích cái tư thế nào, hay là cô ấy thích ra sao. Nhưng mà mình nói thẳng ra thực sự ấy, tư thế nào cũng được. Nhưng mà đa số phụ nữ đều rất chú trọng tới cái màn dạo đầu. Tức là nếu mà cái màn dạo đầu nó đỉnh cao rồi, tức là level của các anh quá cao rồi, thì sau đó tất cả các tư thế, mọi người càng đổi được nhiều tư thế, mọi người càng làm cho cái cuộc yêu đương nó mới mẻ hơn, thì chị em phụ nữ càng đê mê, càng ngây ngất hơn nữa. Đấy. Cho nên là cái đấy phải nghiên cứu nhiều vào. Ô từ từ. Chết rồi, nó bị trôi lên. Nó bị trôi trôi comment lên nên bây giờ mình lại phải đọc lại một chút. Từ từ nhá. Trời ơi, nó bị trôi trôi nên là mình không đọc được hết các tin nhắn. Mọi người bình tĩnh một chút nha. Gen Bin có một bạn hỏi một cái câu hỏi mà mình lướt qua, mình rất là buồn cười, đó là thổi kèn nuốt có con không chị? Bạn Gen Bin ạ, thực ra là đa số là các trường hợp thổi kèn mà nuốt thì không có con đâu. Nhưng mà có một lần mình tình cờ đọc được một cái báo nước ngoài ấy, thì vô tình là một bạn nữ nuốt cái đó, và các bạn bạn đấy lại có bầu. Thế cho nên là nó là cái trường hợp mà hy hữu thôi, chứ đa số là không có bạn nhé. Có một bạn tiếp là thế em người yêu em yêu người yêu em được một hôm, hôm sau đi nhà nghỉ thì như thế nào? Thì tình yêu bão táp nhanh chóng như sao mà như thế nào. Thực ra thì cái việc mà yêu một hôm xong hôm sau đi nhà nghỉ luôn nó không quan trọng. Cái quan trọng là cái tình cảm của hai người về sau đó thì đến đâu. Tuy nhiên là các bạn trai là phải cân nhắc kỹ nhá. Nếu như người con gái ấy, ngay từ cái lần đầu tiên yêu nhau được một hôm, ngày hôm sau nó rủ bạn đi nhà nghỉ luôn, các bạn phải cân nhắc. Nếu như các bạn đỉnh cao trong cái chuyện sex rồi thì ok, các bạn cứ đi đi, nó sẽ tiếp tục yêu các bạn bởi vì các bạn giỏi mà. Nhưng nếu như các bạn mà không tự tin về cái vấn đề mà sex của mình, mà hôm đấy nó đã rủ bạn đi luôn ấy, mà bạn đi ấy, mà nếu như bạn làm cái chuyện đó ok, hợp với nó thích thì nó sẽ yêu bạn. Nhưng nếu như bạn làm cái chuyện đấy dở tệ mà con đấy nó không thích nhá, thì ngày hôm sau nó sẽ bỏ bạn luôn. Bởi vì những cái đứa mà thoáng ấy, mà nó làm chuyện đấy nhanh và dễ dàng ấy, thì nó cũng phải là một cái đứa mà yêu cầu cái người đàn ông của mình làm chuyện đấy rất giỏi. Thì sau khi mà người ta sex với nhau xong, thì nếu như người ta cảm thấy ui bạn tình này tuyệt vời quá, thế là nó si mê luôn, nó yêu luôn, yêu say đắm luôn. Nhưng mà nếu mà bạn làm cái chuyện đấy mà tồi tệ thì á, ngay cái lần đầu gặp mà chuyện đấy rất là tồi tệ và bạn ra quá nhanh, thì chắc chắn là con đấy bỏ bạn luôn, không thương không tiếc gì. Cho nên là phụ nữ bây giờ cũng con dao hai lưỡi lắm, các bạn phải cẩn thận. Các bạn con trai đừng trao thân thể của mình một cách dễ dàng nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mà trả lời câu hỏi nhá, tại vì mình bị kéo trượt lên nên là
có một vài câu hỏi mà mình sẽ không trả lời kịp. Thổi kèn có mất trinh không chị? Thổi kèn thì nó là bằng mồm mà, cho nên là nó không thể nào gây mất trinh cho bạn nữ được đâu em ạ. Mất trinh nó phải là ở đằng dưới cơ. Người ta hay gọi dễ thương là cô bé. Có một bạn ghi là đờ mờ con gái bây giờ lấy đâu ra mà mấy đứa còn trinh. Mình nói như thế này này. Từ nãy giờ mình lướt comment lên ấy, thì mình thấy rất là nhiều bạn hỏi là chị ơi, chị còn trinh không? Thực sự mình nói như thế này nhá. Mình không biết là độ tuổi của các bạn bao nhiêu, nhưng nếu như một người đàn ông đứng đắn, người ta sẽ không bao giờ hỏi người phụ nữ là mất trinh hay chưa và còn trinh hay không. Bởi vì đấy là một câu hỏi rất tế nhị và không hề lịch sự khi các bạn nam hỏi các bạn nữ. Và ở cái thời đại này, nói thẳng ra nhá, nói thẳng toẹt ra là chả có một con nào còn trinh cho các bạn để mà các bạn hỏi cái câu đấy đâu. Trừ khi các bạn đi vào mẫu giáo, các bạn lựa thì rất nhiều bé gái còn trinh. Thế cho nên là các bạn thấy đấy, cái tệ nạn hiếp dâm trẻ em bây giờ ấy nó rất là nhiều. Đấy. Và mình nói cho các bạn hiểu này, bây giờ là thế kỷ nào rồi mà các bạn vẫn còn hỏi cái vấn đề trinh tiết. Bởi vì vấn đề trinh tiết bây giờ nó không làm nên vấn đề các bạn ạ. Này, yêu gái còn trinh chưa chắc là đã sướng bằng yêu gái có kinh nghiệm mà mất trinh rồi nhá. Và hơn nữa mình nói cho các bạn biết như này, trinh tiết không đánh giá đến đẳng cấp của một con người hay là đạo đức của một con người. Có những đứa nó còn trinh đấy, nhưng mà hành xử của nó không ra gì, tính cách nó không ra sao thì nó vẫn đéo ra gì cả. Nhưng một người con gái mất trinh rồi, có thể không phải người ta làm đĩ làm phò gì cả, mà có thể là trước đó người ta có bạn trai rồi, người ta cũng trao thân rồi, thì người ta có kinh nghiệm thôi. Và các bạn, tại sao các bạn lại đánh giá con gái trong cái việc là mất trinh hay không mất trinh? Bởi vì sao? 100 thằng đàn ông, đúng không? Tôi xin lỗi các anh em ở đây là gì? Anh nào cũng muốn là trịch bạn gái của mình, đúng không? Anh nào không muốn, chả có một anh nào không muốn cả. Mà nếu như anh nào cũng muốn trịch bạn gái của mình, thì tôi hỏi thật các anh, nếu các anh trịch cái bạn đấy xong, các anh không có tư tưởng lấy bạn đấy, thì coi như là bởi vì các anh, cho nên những bạn gái đã mất trinh rồi. Và đã mất trinh rồi, nếu như các bạn không lấy thì để người ta phải yêu người khác, mà người ta phải yêu người khác, bạn trịch người ta rồi thì lấy đâu ra còn trinh để cho thằng khác nó hưởng nữa. Thế cho nên là bỏ ngay cái tư tưởng là phải còn trinh mới yêu hay là mất trinh hay còn trinh, nó chả quan trọng, nó chả đánh giá cái gì cả. Mà nói thẳng ra ấy, cái xã hội này đàn ông và phụ nữ bây giờ cân bằng rồi. Thế cho nên ấy, tại sao đàn ông đi trịch cả trăm con thì được, thì không mất trinh, mà phụ nữ ngủ với một hai người đàn ông yêu đương tử tế đàng hoàng mà quay ra thấy bạn gái mình mới yêu mà phát hiện ra mất trinh lại chửi nó là đĩ là phò? Chắc gì nó là đĩ là phò. Mà nói thẳng ra đàn ông nhá, đi chửi đĩ phò ở ngoài đường, nhưng nếu như các anh vẫn bỏ tiền ra để chơi đĩ chơi phò, các anh mất tiền cho chúng nó, thì các anh cũng không đủ tư cách để chửi chúng nó là đĩ là phò. Bởi vì sao? Chúng nó là đĩ là phò, nhưng mà chúng nó móc tiền từ túi các anh ra. Tức là chúng nó có làm sao? Chúng nó rất giỏi. Giỏi đây là gì? Chúng nó moi được tiền ở trong túi các anh ra. Cho nên những người đàn ông mà chửi phụ nữ là đĩ là phò, mất trinh này nọ là những người đàn ông không có tư cách. Và những người đàn ông đấy ấy, không đứng đắn, cũng như là những người đàn ông đấy quá là trẻ trâu mới nói những cái câu như vậy. Đấy, còn mình xin lỗi là nếu như mình động chạm đến ai, nhưng mình tin rằng những người đàn ông ở trên Pet 5 cộng này, những người đàn ông trưởng thành đều hiểu và đều nghĩ rằng những cái lời mình nói là có gọi là có suy nghĩ và thực sự là chân thành. Bởi vì mình không bảo vệ các bạn nữ, nhưng mình khẳng định rằng đàn ông khi mà tôn trọng phụ nữ, người ta có cái tư tưởng đấy. Và đa số đàn ông khi mà lớn tuổi rồi, họ đều có cái tư tưởng đấy. Đấy, cho nên là rất là nhiều người trẻ trâu mà, làm sao mà mình có thể cấm được những cái lời nói như vậy. Nhưng mà nếu như tất cả chúng ta, những người đàn ông đều hiểu những điều đấy, thì phụ nữ sẽ không bao giờ bị khinh rẻ, không bao giờ bị khinh thường. Và phụ nữ sẽ có giá hơn trong mắt đàn ông. Bởi vì dẫu sao đi chăng nữa thì người đàn ông đến một lúc nào đấy cũng phải tìm cho mình một người phụ nữ tâm đầu ý hợp, hiểu thấu lòng mình, yêu thương mình, chăm sóc mình và gia đình mình, cũng như là con cái của mình, đúng không? Và các bạn không thể tìm được một người phụ nữ còn trinh mà lúc nào cũng còn trinh để mà các bạn làm những điều đấy. Khi chúng ta gặp một người bạn đời thì nó là ngẫu nhiên, và còn trinh hay không thì nó không đánh giá lên cái tính cách của một con người. Rồi, cái vấn đề còn trinh mất trinh mình chỉ nói đến đây thôi nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi của những bạn ở dưới đây nhá.
Phụ nữ có thích trai ngoan không chị? Phong lần, xin chào bạn Phong nhé. Thì như mình cũng muốn nói ấy, tức là phụ nữ hay là con gái đa số nói chung thì người ta không phải là thích con trai ngoan hay là hư hay là gì, mà nó còn tùy vào tính cách của từng người nữa. Ví dụ như là bản thân chị thì chị thích những người đàn ông lịch sự và đứng đắn. Nhưng mà có những người phụ nữ mà kiểu người ta hơi gia trưởng một chút, người ta có học thức đầy đủ thì người ta thích một người đàn ông tức là ngoan ngoãn và lịch sự và không chơi bời gái mú hay là thuốc hay là uống bia, hút thuốc, uống rượu cái gì cả. Đấy thì người ta thích trai ngoan. Hoặc là có những người con gái mà kiểu trẻ trung kiểu là xì tin ấy thì người ta sẽ thích những cái người con trai mà kiểu ngoan ngoan, kiểu dễ thương ấy. Nhưng mà có những người phụ nữ từng trải thì người ta lại thích những người đàn ông biết uống rượu, biết hút thuốc, những người đàn ông từng trải, thậm chí là những người đàn ông có vợ, có gia đình rồi cơ. Cho nên là nó tùy vào sở thích của mỗi người phụ nữ thì người ta sẽ thích những người đàn ông khác nhau. Rồi, tiếp tục mình sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo nhé. Có một số bạn hỏi là anh muốn yêu em thật lòng thì làm như nào? Thực sự là đây là em tư vấn tình cảm và những vấn đề sinh lý cho mọi người thôi, chứ còn yêu đương thì đấy là chuyện inbox riêng chứ không thể nào mà công khai ở đây được, đúng không ạ? Thích một người có nên nói ra vậy không chị? Mà lỡ nói ra rồi thì lại nên làm như thế nào? Nhiên là khi mà chúng ta thích một người thì chúng ta cần phải nói ra cái tình cảm đấy, dù là thích lâu rồi hay là mới thích. Bởi vì là khi mà chúng ta nói thì có thể người ta không thích mình, nhưng mình sẽ không bao giờ hối hận vì mình đã nói ra và mình đã cố gắng hết sức. Nhưng nếu như mình không nói ra thì mình biết làm sao được, nhỡ người ta cũng thích mình thì sao? Thế nên là khi mà thích một người, chúng ta hãy tự cho bản thân chúng ta một cơ hội để được nói ra, để được yêu thương. Nếu như không được thì chúng ta cũng không hối hận. Mà nếu như mà được thì rõ ràng là rất là hạnh phúc rồi, đúng không? Còn nếu mà nói ra mà không được thì nếu như hai người là bạn với nhau ấy thì mình có thể là thì bạn có thể coi như là những cái lời tớ nói là không có gì và chúng mình tiếp tục là bạn với nhau. Nhưng mà cũng tùy vào cái suy nghĩ của người đấy, có thể là những người phụ nữ nếu như người ta thấy người đàn ông tỏ tình nhưng mà người ta không không thích ấy thì người ta có thể xa lánh. Cho nên là cái đấy là nó là một cái con dao hai lưỡi, tức là bạn có thể là được hoặc cũng có thể là mất. Thế cho nên là dù sao thì cũng hãy mạnh mẽ lên, bởi vì mình là đàn ông mà, thích thì phải tỏ tình chứ, sao lại ngại ngùng không tỏ tình, đúng không? Sao lại bẽn lẽn như con gái được. Mình thích là mình cứ đánh thôi, kể cả nhiều khi người ta nói rằng là tại sao mà người ta bảo đánh đánh đồn có địch mới thích, tức là mình thích thì mình cứ lao tới thôi, không cần biết là như thế nào cả nhá. Rồi, mình sẽ trả lời câu hỏi tiếp này. À, mình nói thêm một vấn đề nữa là có rất là nhiều bạn comment bất lịch sự với mình. Và mình lên đây, mình cũng chia sẻ, cũng học hỏi kinh nghiệm với mọi người. Và mình cũng rất tôn trọng các bạn. Thế cho nên là những cái người mà có những cái câu mà comment mà không được lịch sự và thiếu đứng đắn cũng như là chửi bới mình chẳng hạn, thì nói thật là mình không 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 hề tức giận, cũng không hề để bất tiện gì, mà mình chỉ thấy những người đấy là thiếu tri thức và không đáng để cho mình phải nói chuyện thôi. Và mình rất yêu quý những cái người mà chia sẻ thẳng thắn cũng như là đặt câu hỏi thực sự và quan tâm đến đời sống của bản thân thực sự, bởi vì những người đấy là người ta muốn chia sẻ thực sự, người ta muốn có những cái lời chia sẻ hay là những cái lời thắc mắc để thành thật với nhau. Như thế là tình cảm và người ta thực sự quan tâm đến những cái vấn đề trong xã hội, trong đời sống của mình. Còn những cái người mà chửi bới vớ vẩn ấy, những người đấy vô học lắm, mình không không care. Đấy, mình chỉ muốn nói ngắn gọn như vậy thôi, mà mình tiếp tục trả lời cho những câu hỏi những cái bạn quan tâm nhé. Mua thuốc ngừa thai có chất không chị? Mua ở đâu? Chị không hiểu là Minh Tuấn hỏi là có chất không, là có chất cái gì? Thuốc tránh thai thì em có thể là mua ở tiệm thuốc,
Bởi vì rõ ràng nó là thuốc thì tất nhiên là em mua ở tiệm thuốc rồi. Tuy nhiên là nó có nhiều loại thuốc tránh thai lắm. Có loại thuốc tránh thai hàng ngày và có loại thuốc tránh thai khẩn cấp. Thì khẩn cấp chỉ là khi nào mà em lỡ cho vào đúng cái ngày mà bạn gái rụng trứng ấy, tức là những cái ngày mà dễ đậu thai ấy, thì em phải uống khẩn cấp. Tức là bạn gái em phải uống khẩn cấp. Còn nếu như mà em đang có một mối quan hệ yêu đương lâu dài thì em có thể mua thuốc tránh thai hàng ngày cho bạn gái, ngày mỗi ngày uống một viên gì đấy thì mình sẽ không lo bị dính nhá. Có một bạn tên là Cáo Thơ Ngây, bạn ấy hỏi là khi quan hệ mà mắt người yêu cứ trợn ngược lên giật giật là sao ạ? Trời ơi, người ta đê mê, người ta sung sướng quá thì người ta trợn ngược mắt lên và đồng tử giãn ra. Lúc đó là người ta bị phê quá, thích quá, sướng và thậm chí là có thể lên đỉnh đấy, bạn Cáo Thơ Ngây ạ. Làm thế nào để tán lại người yêu cũ hả chị? Thực ra thì cũng chị cũng nhận được rất nhiều câu hỏi là làm nào để quay lại với người yêu cũ. Nhưng mà bản thân chị cho rằng cái việc mà quay lại với người yêu cũ ấy, nó không phải là một việc làm hay. Bởi vì thực ra là trước chị cũng đã từng thử quay lại với người yêu cũ rồi. Nhưng mà ngoài cái việc là làm cho bản thân khổ sở thêm thì chị không thấy nó mang lại cái lợi ích gì cả. Tức là tình cảm của hai người phải còn nhiều và hai người thực sự yêu nhau, nhưng mà vì một vấn đề gì đấy mà hai người không thể đến được với nhau. Còn nếu như mà cái tình cảm của người yêu cũ mà người ta đã có một người thứ ba xen vào ấy, sau đó chia tay người thứ ba lại muốn quay về với em, hay là người ta đang yêu một người khác rồi mà em vẫn muốn cưa lại người ta ấy, thì đấy là điều không nên. Tức là ví dụ như là yêu nhau mà hai người yêu lắm, yêu xa nhưng mà vì xa nhau quá nên là chia tay, thì ok, có thể quay lại nếu như mà hai người có thể có thời gian gần lại nhau. Nhưng mà nếu như có một người thứ ba chen vào cái tình cảm đấy rồi thì dù em có quay lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng sẽ không để làm gì cả. Và cái đấy chỉ khiến cho hai người mất thời gian và đau lòng thêm thôi. Và thay vào đó thì em hãy dành thời gian cho bản thân, yêu thương và chăm sóc bản thân mình, cũng như là tìm kiếm cho mình những cơ hội mới. Thì chị nghĩ là sẽ tốt hơn là quay lại với người yêu cũ. Thì người yêu cũ thì nó như là cái bãi nước bọt nhổ đi ấy. Thì chúng ta đã nhổ đi rồi thì không thể nào mà cúi mặt xuống đất để mà liếm lại cái bãi nước bọt đấy được. Cho nên là tất cả những cái gì đã cũ, cũ là cũ và nó đã qua, chúng ta không nên quay lại. Đấy là thành thật chị, tự bản thân chị cảm thấy là cái điều đấy nó không nên. À, có một bạn có câu hỏi là đi làm chung với công ty người yêu cũ và thấy người yêu cũ có người yêu mới thì phải làm sao đây? Thì kệ nó thôi, mình cứ sống thật tốt, mình cứ là chính mình, mình không quan tâm đến vấn đề là nó yêu người yêu mới hay như thế nào cả, để cho nó thấy là mình bản lĩnh và để cho nó thấy rằng là mình không còn cái tình duyên hay là tình cảm cảm xúc gì với nó cả. Bởi vì như nếu nó có người yêu mới mà trước mặt nó mà mình thể hiện ra là mình cảm thấy là buồn bã đau khổ ấy, thì nó sẽ càng làm cho mình tức tối hơn. Cho nên là cứ mặc kệ nó đi, thậm chí là bây giờ nó có người yêu mới đúng không, bạn hãy đi ra ngoài đường tìm cho mình những cơ hội mới, đi chơi nhiều vào, gặp gỡ nhiều người vào, biết đâu bạn lại cũng tìm thấy một cái tình yêu mới nào đấy, bạn vui vẻ và hạnh phúc cùng với cái tình yêu mới của bạn. Bạn việc gì phải để tâm với đến cái chuyện mà con người yêu mới nó có người yêu cũ làm à, có người yêu cũ nó có người yêu mới làm cái gì? Bởi vì thực ra bạn có để tâm như thế thì nó lại càng hả hê thôi. Cho nên là bạn cứ kệ nó đi nhá. Chị ơi, con gái thay đổi nhanh lắm đúng không chị? Thực ra ở cái thời đại này thì chị cũng phải công nhận là con gái nó thay đổi rất là nhanh. Đặc biệt là những cái bạn gái mà đam mê tiền tài ấy, thì những bạn gái đấy đã thay đổi nhanh lắm. Bởi vì nếu như mà người đàn ông mà mình không có đủ tiền bạc, mình không có đủ bản lĩnh để mình lo cho cái người phụ nữ đấy ấy, thì bây giờ bọn nó sẽ thay đổi rất nhanh. Có thằng nào giàu hơn
thằng nào lo cho nó được tốt hơn thì nó sẽ bỏ đi theo cái thằng đó. Thế cho nên là tại sao người đàn ông, người ta nói rằng là đàn ông phải lo lập nghiệp, tức là đàn ông phải có tiền thì mới giữ được bạn gái, phụ nữ thì phải có nhan sắc mới giữ chân được cái người đàn ông. Nhưng mà tất cả nó đều có cái nghịch lý của nó, tức là không phải phụ nữ nào xinh đẹp cũng giữ chân được người đàn ông của mình, không phải người đàn ông nào có tiền cũng giữ được những người phụ nữ của mình. Nó còn tùy vào cái tâm tính của người phụ nữ. Tức là những người phụ nữ mà không đam mê tiền tài thì người ta sẽ rất là chung thủy, khi người ta yêu là người ta chỉ yêu một người đó thôi. Nhưng mà những người đàn ông, người phụ nữ mà ham mê tiền tài ấy, thì bây giờ cứ thấy cái gì có lợi cho họ, có lợi cho cái cuộc sống của họ xa hoa hơn thì họ bỏ đi theo người đấy thôi. Thế cho nên là tốt nhất đàn ông vẫn phải là có tiền. Còn phụ nữ thì để mà phụ nữ có tâm ấy, tìm được một người phụ nữ có tâm ấy bây giờ nó khó lắm. Bởi vì đa số phụ nữ bây giờ đều thích ăn chơi đua đòi, ăn uống nhà hàng sang trọng, đi xe đẹp, nhiều tiền tiêu, thích đeo trang sức các thứ làm đẹp. Đấy, bây giờ cái xã hội nó càng hiện đại hóa, cái đời sống nó càng cao thì cái nhu cầu của con người nó càng cao. Chính vì thế nếu như chúng ta không đủ tiền để gọi là thể hiện cái bản thân mình là mình hơn những thằng khác thì phụ nữ nó dễ thay đổi lắm. Thế cho nên là tìm được người phụ nữ có tâm hay là một người đàn ông chung thủy ở đâu phải là dễ đâu. Cho nên là cái đấy là duyên số của mỗi người rồi nhá. À, có một câu hỏi này rất là hay này. Bạn là Phan Trương Thảo Nhi, bạn ấy có hỏi là: chị ơi, cho em hỏi vấn đề quan trọng. Người yêu em giờ có thai 1 tháng rồi mà gia đình em nhất quyết không đồng ý cô ấy vì quá khứ của cô ấy. À, câu hỏi này đúng là một câu hỏi nan giải luôn. À, thực sự nếu bản thân bạn mà muốn giữ cái đứa bé đấy, muốn giữ cái người phụ nữ đấy thì bạn phải bất chấp với gia đình của bạn thôi. Và bạn phải khẳng định với gia đình của bạn rằng người phụ nữ đấy là một người phụ nữ xứng đáng để yêu, để lấy, để cưới. Bởi vì thực sự là nếu như bạn muốn giữ đứa bé đấy và muốn yêu thương cái người phụ nữ đấy bên cạnh, bạn phải làm thay đổi cái suy nghĩ của gia đình bạn về cô ấy. Còn nói thẳng ra là quá khứ thì ai chả có quá khứ. Rất nhiều người có quá khứ, nhưng mà khi cái người đàn ông đấy bao che và đùm bọc được cái người phụ nữ của mình thì cái vấn đề gia đình nó không quan trọng nữa. Và nếu như bạn đủ bản lĩnh, tức là bạn là một người đàn ông có thể tự lo về kinh tế của mình rồi, thì kể cả gia đình không chấp nhận, bạn vẫn cứ ở bên người phụ nữ đấy, sống bên người phụ nữ đấy, nuôi đứa con đấy để cho người phụ nữ đấy sinh nở thuận lợi và đẻ ra đứa con đấy. Không có một cái ông bà nào mà lại không thương cháu cả. Có thể là ghét con đấy, nhưng mà không ai là không thương cháu. Đến khi mà có cháu một cái rồi thì gia đình sẽ phải chấp nhận cái người con dâu đấy thôi. Bởi vì người ta thương con, thương cháu, thì bây giờ chẳng nhẽ cứ để cho con mình sống sống ở ngoài đường, cháu mình sống ở ngoài đường à? Thế cho nên là bạn hãy cứ mạnh mẽ lên, khẳng định bản thân và đấu tranh với gia đình. Thì mình nghĩ rằng là bố mẹ thì bao giờ cũng thương con, thương cháu, và đến một lúc nào đấy thì ông bà sẽ thay đổi, sẽ nhìn nhận con, nhìn nhận cháu thôi. À, mình chỉ chúc rằng là mọi sự việc của bạn sẽ thật là thuận lợi, và cái người phụ nữ mà bạn đang yêu ấy có thể sinh nở thuận lợi và mẹ tròn con vuông. Và cố gắng lên, mình ủng hộ cho tình yêu của hai bạn nhé. Bây giờ thì cũng đã khá là muộn rồi, bây giờ là 11 rưỡi rồi. Thế cho nên là mình cũng sẽ dừng cái buổi livestream này đến đây thôi. Và mình hứa là sẽ livestream vào những cái buổi khác nữa để tư vấn cho nhiều người hơn. Tại vì là bây giờ thì mình cũng nói rất là lâu rồi, và nhiều câu hỏi quá thì cũng chưa thể nào trả lời được hết. Nếu như các bạn muốn quan tâm và biết những cái buổi livestream của mình thì các bạn có thể follow Facebook của mình đã tag ở trên cái livestream này rồi. Hy vọng rằng là
sẽ có nhiều dịp hơn để trò chuyện và tư vấn cùng mọi người, chia sẻ kinh nghiệm của mọi người và học hỏi cùng nhau nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi livestream của mình và chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ nếu như mà các bạn vẫn còn thức, và chúc cho các bạn ngủ thật là ngon nếu như các bạn chuẩn bị đi ngủ. Cảm ơn tất cả các anh em trên Nam Cộng đã lắng nghe và ủng hộ mình. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp mọi người vào lần sau. Bye bye.